chào các bạn nhé. Hôm nay chẳng là cái lắp cái phễu thu của cái nhà vệ sinh của mình nó mới bị hỏng, mấy hôm nay rồi. Thì cái phễu thu này không có lắp thì nó cứ bay ngược mùi từ hố ga lên, mùi rất khó chịu. Cũng như là một cách để giới thiệu với các bạn cách xử lý cái mùi này, cách để ngăn cái mùi này nó không bốc ngược từ hố ga vào trong nhà vệ sinh. Mình mới nghe cách này vào mình tìm có cái vỏ bóng, cái vỏ bóng đồ chơi của con nhà mình, nó có bóng đồ chơi. Đây rồi, tôi dùng vỏ bóng này. Dùng quả bóng đồ chơi chắc nhà ấy có một là có trẻ con thì nhà ấy có, hai là nếu không thì ra ngoài cửa hàng mua nó chỉ có mấy nghìn thì dùng thì cũng cảm thấy nó hiệu quả mà nó cũng ngăn được mùi. Tất nhiên là nó chỉ là cách ngăn mùi tạm thời thôi, tạm thời trong lúc mà mình chưa sửa được. Thế còn ngày mai cái này lúc mà mình sửa thì đem ra cái chỗ cửa hàng nhôm kính hay là chỗ hàn xì khoan cái lỗ ở đây, khoan cái lỗ ở trên cái nắp chụp kia, thì trong bắt đầu là mình dùng cái kìm vẫn cái đinh rút đấy, rút lại cái này lại được ngay. Nhưng mà trong lúc chưa đã sửa được thì tạm thời mình dùng này. Sau nữa nhé. Thank you.